Rồi xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Nuôi Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì địa chỉ duy nhất của bên Trung tâm Nuôi Giống được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Minh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nằm trên một cái trục đường rất lớn. Bà con nào muốn đến trực tiếp Trung tâm Nuôi Giống để tham quan, tham khảo cái phòng trưng bày của Trung tâm Nuôi Giống, bà con có thể liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình, đều có xài Zalo ha, và chúng tôi sẽ gửi vị trí, gửi định vị cho bà con để bà con đến Trung tâm cây giống. Có rất là nhiều loại cây, bao gồm tất cả các loại cây ăn trái cũng như cây lâu năm, cây giá trị kinh tế cao và cây bonsai luôn. Thì chuyên đề hôm nay bên Trung tâm Nuôi Giống sẽ test cho bà con về cái trái bích. Trên thị trường có nhiều người ta gọi rất là cao sang ha, nhưng mà đúng thực chất của nó là mít mơ. Mít mơ cho con đây. Còn có nhiều trang người ta gọi là mít tố ngựa, rồi mít tố nữ hoàng gia, rồi mít tố nữ thước, thì rất là nhiều cái tên ha. Nhưng mà đại khái chung, nhìn chung của nó là đúng cái tên, nó là cái cây mít mơ ha, mít mơ ha, là cái củ đức đó. Đây là cái trái nè ha, mà thấy cái trái của nó không? Trái này thì cũng mới vừa cắt xuống thì nó đang có mùi thơm chín rồi. Đó, đang chín rồi. Thì cái hình thức của nó là như là cái mít tố nữ của hồi xưa của chúng ta, mít tố nữ hồi xưa là rút cùi á. Nhưng mà cái này cái trái nó bự hơn và cái năng suất nó cao hơn. Có thể loại cây này là chúng ta có thể trồng kinh tế được nha bà con. Thì cái giá trên thị trường dao động khoảng tầm 40, 50 hoặc 60 ngàn một ký tùy theo một cái mùa vụ. Nhưng mà trong cái tháng 5 này là một cái tháng đụng gì nhiều cái loại trái cây nhất, nhưng mà cái giá thương phẩm của nó cũng rất là cao, khoảng 50 ngàn một ký. Thì nó cũng rất là kinh tế nha bà con, kinh tế. Thì bà con có thể đầu tư về kinh tế được đó, về cái mít mơ này ha. Đây, trọng lượng một trái như thế này thì để cân mới biết. Tổng lượng một trái của nó là khoảng tầm 1,8 kg ha, chưa được 1,8 kg, 2 kg nữa. Thì nó cũng đều đều nhau à. Ồ, nhìn nó thơm quá nè. Nhìn cái này thơm nè, mềm nè, đó. Đó. Trái này thiện ký 6. Đây là sao? Để hồi test ra, khui ra để bà con biết được ở trong nó cái ruột nó như thế nào ha. Đó. Và đây là cái cây mít mít mơ, mít tố ngựa hay là mít tố nữ hoàng gia gì đó ha. Đó, mít mơ. Là cái lá nó mà còn khác nè ha. Bên Trung tâm cây giống làm cây giống bằng hình thức ghép chui. Ghép chui tức là lấy từ cái gốc mít thực sinh ghép chui vào. Ghép chui vào. Thì cái cây này nó rất là nhanh cho trái, chúng ta trồng khoảng 2 năm là cho trái nha bà con. Trồng chăm sóc tốt, kỹ thuật quy trình. Này kia là chúng ta chăm sóc tốt là khoảng 2 năm cho trái. Đó. Và cây này chúng ta trồng kinh tế được nha bà con. Đó. Đây, cây hình thức ghép chui như này hết ha, đồng bộ ha. Đặc biệt cái lá nó lông. Cái nó đều khác, cái thân nó cũng khác với cái mít tố nữ xưa nha. Và cái lá nó cũng khác cái mít tố nữ xưa. Nó có một cái điểm chung là nó có lông. Trên lá, trên thân nó đều có lông hết, nhưng mà đặc biệt nó khác hết hoàn toàn luôn. Bà con giờ biết cái lá nè, nè không? Quay lá này. Rồi bây giờ này không? Đó, cái lá nó quấn mà đặc biệt cái lá nó rất là bự hơn là cái mít tố nữ thường. Mít tố nữ xưa mình. Mít tố nữ xưa ăn cũng rất là ngon nha bà con, ăn cũng rất là ngon. Một cây của nó mà nếu mà cái cây nó lớn thật thụ đàng hoàng ha, là nó khoảng tầm vài trăm trái là bình thường. Cái mít mơ này cũng vậy luôn, một cây nó là vài trăm trái là bình thường luôn đó. Rồi bây giờ là test cái trái mơ này ha. Mấy em đưa này xuống cho mấy em. Nè em kia đưa xuống nhanh nè, cho anh test rồi đó. Thì ngoài ra, ngoài những cái đơn vị nào bà con nào có thể đến Trung tâm Nuôi Giống để lựa cây cho mình. Nếu bà con nào không đến được Trung tâm Nuôi Giống thì bên Trung tâm cũng có đóng cái hàng online nè, bà con thấy không? Đó, báo bó như vậy là đóng hàng online hết à. Mỗi một ngày đều có đóng hàng online cho chủ đầu tư trên cả nước luôn ha. Bà con nào có nhu cầu về thể loại cây giống như thế nào thì bà con không đến được Trung tâm Nuôi Giống, bà con có thể chốt đơn qua Zalo hoặc qua số điện thoại ha, hoặc qua tin nhắn, chúng tôi sẽ lên đơn cho bà con ha. Đóng hàng để bên đường Viettel Post người ta sẽ vận chuyển đến tận nhà cho bà con. Đó, để bà con yên tâm, bà con có thể ngồi tại chỗ bấm điện thoại thôi là sẽ có cây đến nhà cho bà con nha bà con. Đó. Đâu giấy đâu? Giấy ngon hơn ha. Đây, giấy ngon hơn, giấy là chuồng ngon hơn khăn. Rồi ok, đây là những cái giấy. Tiếp tục mình test nha, test thử coi nó nhiều trái như thế nào. Đây, hôm qua thì cũng có test trái cho khách ăn rồi thì bữa nay test tiếp. Đó, cái dạng nước rút cùi nè. Đó, này bà có thấy không? Đó. Rất là nhiều ha, nó thơm, thơm phức luôn bà con. Thơm dữ luôn. Nó ít mũ lắm, nó ít mũ hơn là cái mít kia. Đó, này nè, đó, này. Đó. Đây, ha ha. Thơm thấy không? Thơm, nó có cái cùi nè. Khi mà nó dính vô cái cùi nó sẽ dính vô đây nè. Mà nó đúng ăn đúng ra. Đúng rồi, có cái cùi rồi nó banh ra, nó rút ra thôi. Đó ha.
nó còn dính lại nữa nè, đây nó còn dính lại nữa nè. Đó, thì để test rồi trực tiếp rồi phân tích cho bà con biết được cái muối của cái trái mít mơ này nó như thế nào ha, như thế nào. Rồi bà con nào có đầu tư ha, thì bà con có thể đến trực tiếp chúng tôi cái giống để lựa cái giống ha, rồi trồng. Cái này là nhắc cho bà con là trồng kinh tế được luôn nha bà con. Đó, đây nè, bây giờ bắt đầu ăn luôn. Cơm nó thì cũng đầy, nó mềm nó ướt đó, để dòng cái dòng mít tú nữ mà nó phải mềm, nó mềm hơn là loại mít Thái hoặc là mít của quả thì bạn đô nha. Rồi cái hộp rồi, cái hộp rồi bạn thấy không đó, thêm muối nữa đó nè, thấy không, cái muối nó cũng giòn nè, cũng bự nè chứ không ấy nha, ruột nè. Một trái như vậy là nó khoảng tầm ký 8 đó, thì dao động nó khoảng 50.000 bình quân, thì lái vô vườn cắt 50.000 ký, 40.000 ký thôi thì cũng làm 60.000 cái ha, ví dụ vậy. Thì mỗi một cây nó rất là nhiều trái, nó rất nhiều trái thì nó sẽ mang lại cái giá trị kinh tế cũng rất là cao đó, tại vì nó cũng là một trong những thể loại cây giống mới luôn ha, mới là có trái trong cái thời gian gần đây thôi nha bà con đó. Và đặc biệt là cái cây ghép chui là cái cây phát triển tốt hơn, nó và hoàn thiện hơn đó. Rồi vừa rồi thì mới chết cho bà con về cái trái mít mơ, cũng như là cái phân tích cho bà con về cái lá cái cây nó như thế nào ha, so với cái cây mít tú nữ thường đó, để bà con biết được về cây mít mơ để bà con đầu tư. Rồi xin chào bà con và hẹn lại bà con trong những video tiếp theo.